Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Thưa quý vị, dư luận đã rúng động mạnh mẽ và bức xúc dữ dội khi vụ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19 bị phanh phui với nhiều tình tiết bất thường liên quan tới sự can dự của nhiều cơ quan nhà nước và bộ chủ quản nhìn vào bản chất và ra soát lại diễn biến của vụ việc. Chúng ta có thể thấy toàn bộ câu chuyện này đã được chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu chính sách được thiết lập rõ ràng và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ theo quy trình pháp luật, cũng như việc xây dựng tính chính dành qua hệ thống truyền thống, chính thống với tính chất quy mô và bài bản như vậy. Có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một giai đoạn mới có tính chất hoàn toàn khác là lũng đoạn nhà nước. Theo tin tức mà chúng tôi vừa mới nhận được, vụ Việt Á đã có tác động rất mạnh đối với chiến trường Việt Nam, đặc biệt là với những quan chức ở cấp cao nhất. Thưa quý vị, trước khi vụ Việt Á xảy ra thì dư luận Hà Nội cho rằng sau Tết Nguyên đán năm 2022 thì Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ có một cuộc họp bất thường và sẽ cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hưu và một trong tam trụ còn lại là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ sẽ được thăng tiến lên lan Tổng Bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng và sẽ có một gương mặt mới được đưa lên tứ trụ theo thông tin của chúng tôi ghi nhận được. Người được đôn lên tứ trụ đó là Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Thưa quý vị, ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26 tháng 3 năm 1959 tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cha của ông là cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và mẹ của ông là bà Phan Thị Phúc. Lúc sinh ông và Bình Minh, ông Nguyễn Cơ Thạch đang giữ chức vụ Tổng lãnh sứ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Ấn Độ. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại giao năm 1981, chàng trai Phạm Bình Minh được nhận vào làm chuyên viên vụ đào tạo Bộ Ngoại giao. Một năm sau năm 1982, ông được bổ nhiệm làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tháng 3 năm 2003. Tháng 3 năm 2003, ông được thừa hồi về nước và được bổ nhiệm làm quyền vụ trưởng các tổ chức quốc tế năm 2011. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Quốc hội khóa 15, 2016 là ông đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Quốc hội khóa 14, năm 2021, ông được bầu làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ông Phạm Bình Minh đã được nhận nhiều huân chương lao động hạng nhất hạng 3 bằng khen của Thủ tướng và huân chương vì sự nghiệp ngoại giao. Thưa quý vị, sơ lược qua kinh nghiệm vụ và thành tích thì rõ ràng chúng ta có thể thấy ông và Bình Minh là một con người rất giỏi và đặc biệt giỏi về ngoại giao quốc tế. Và nếu tin đồn là chính xác, nếu ông Phạm Bình Minh được thăng tiến lên tứ trụ thì chúng tôi nghĩ khả năng cao là ông sẽ được bầu vào ghế chủ tịch nước thay ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Bảy Phúc sẽ được thăng tiến thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, trước khi xảy ra vụ Việt Á thì ở Hà Nội cũng diễn ra hàng loạt các hội nghị quan trọng như là một hội nghị văn hóa toàn quốc và có thể nói đây là một hội nghị lớn thứ hai kể từ năm 1945 trở lại đây, sau đó là hội nghị cán bộ toàn quốc, hội nghị ngoại giao và rất nhiều hội nghị được diễn ra và ông Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều bài phát biểu quan trọng tại những hội nghị này và giới quan sát người ta đánh giá đấy là những bài phát biểu mang tính chất để lại di sản. Và sau đấy bắt Trọng sẽ nghỉ hưu theo chúng tôi thì thông tin đấy cũng khá phù hợp với việc Đại hội Đảng thứ 10 đã thống nhất không sửa lại điều lệ Đảng, tức là Tổng Bí thư sẽ không được làm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Và mặt khác thì bác Trọng cũng đã nói rất nhiều lần tuổi cao sức đã yếu nhưng bác vẫn tiếp tục làm Tổng Bí thư bởi vì chưa có ai phù hợp. Nhưng từ khi vụ Việt Á xảy ra, người ta mới nhìn thấy chiến dịch đốt lò cần phải tiếp tục và thậm chí bây giờ nó tác động tới cả chính trường, cần phải thay đổi các biện pháp đốt lò khác. Như quý vị đã thấy trong thời gian vừa qua, hàng loạt các quan chức từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là quan chức cấp cao, ủy viên trung ương đảng, ủy viên bộ chính trị, thiếu trưởng bộ trưởng, thiếu tướng trung tướng, thượng tướng, thứ trưởng bộ công an, thứ trưởng bộ quốc phòng, rất là nhiều lãnh đạo cao cấp phải đứng trước vành móng ngựa và hiện tại vụ Việt Á liên quan đến rất nhiều người, thậm chí có lên đến hàng trăm hàng nghìn người vì sự móc ngoặc quan liêu từ cấp cao đến cấp thấp và 800 tỷ giải giá và 60 trên tỉnh thành, số người liên quan không hề nhỏ và con số 800 tỷ chưa là con số cuối cùng, đặc biệt là người ta nghi ngờ rằng có sự kiện liên kết giữa ba bộ đó là Bộ Y tế Khoa học Công nghệ và Học viện Quân y để móc ngoặc với Phan Quốc Việt, không đồng thổi giá trục lợi kit xét nghiệm. Chúng tôi, bác Trọng cũng như đã nhận ra vấn đề và bác Trọng cũng đang rất háo hức về chiến dịch đốt lò của các bác có thực sự hiệu quả không và theo giới quan sát cho rằng có thể bóc thậm sẽ ở lại để giải quyết xong vụ Việt Á.
Thưa quý vị, vụ án hình sự liên quan đến công ty Việt Á, cán bộ y tế khoa học công nghệ cùng nhiều địa phương ngày càng lộ ra những sự thật kinh hoàng, khiến những ai có lương tri đều không khỏi giật mình đau đớn khi người dân cả nước vật lộn với dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử. Có những em bé cụ già sẵn sàng gom góp từng đồng tiền lẻ, từ đập lợn tiết kiệm hay bán rau để góp quỹ mua vaccine phòng chống Covid-19. Nhiều cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, y bác sĩ hy sinh vì nhiệm vụ thì đã có những kẻ trục lợi ngay cả trên xương máu của đồng bào mình. Kết quả điều tra ban đầu mà công an cung cấp cho thấy, từ tháng 2 năm 2020 đến nay, công ty Việt Á cung cấp sản phẩm y tế, trong đó có kit xét nghiệm COVID-19, cho 62 trên 63 tỉnh, thành phố để thu về số tiền 4.000 tỷ đồng, lời khai của bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Việt Á, có chủ trương câu kết với các lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC hoặc các cơ sở y tế nhằm thông đồng thổi giá kit xét nghiệm lên 45% so với giá thực và sử dụng 800 tỷ đồng để lại quả. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện khởi tố Phan Quốc Việt và một số cán bộ của công ty Việt Á về hành vi đưa hối lộ, đồng thời khởi tố bị can Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương về hành vi nhận hối lộ với số tiền 27 tỷ đồng từ công ty Việt Á. Qua diễn biến vụ án, dư luận có quyền đặt vấn đề vụ Việt Á sẽ là vụ đưa và nhận hối lộ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Bởi trong pháp lý, khi một sự việc có bản chất giống nhau thì việc xử lý cách thức giải quyết phải giống nhau. Con số nhận hối lộ 27 tỷ đồng tại CDC Hải Dương là rất nhỏ đối với khoản tiền 800 tỷ đồng mà Phan Quốc Việt đã khai, dù hẳn nhiên mới chỉ là lời khai từ một phía. Mặt khác, đề này cơ quan điều tra mới vào cuộc điều tra và thực hiện biện pháp tố tụng đối với 3 đơn vị bên mua là CDC Hải Dương, Nghệ An và Bình Dương ít hơn nhiều so với con số 62 trên 63 tỉnh thành mà công ty Việt Á đã cung cấp sản phẩm. Kết quả điều tra từng bước cho thấy công ty Việt Á không chỉ thao túng hoạt động mua bán đấu thầu kit xét nghiệm tại các địa phương mà còn dắt mũi lối lũng đoạn các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ. Điều gì khiến Việt Á có sức mạnh lớn đến vậy? Như vậy, ngoài khoản hoa hồng từ 20% cho mỗi thủ vụ thực tế này, đòi hỏi cơ quan điều tra Bộ Công an cần tích cực khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm của cá nhân tổ chức, để thà một lần để đau đớn mãi trong sự hoài nghi. Thưa quý vị, trong những ngày cuối năm nay thấy thật buồn, nhiều người quanh chúng ta không biết ít bánh chưng có thịt cây Tết, có tiền mua lấy một nhành hoa, con thơ có được một tấm áo mới, mẹ già có được bữa cơm đầy đủ ấm no sau những ngày chiến đấu trong đại dịch hay không, khi xung quanh chúng ta đang quay quắt trong cơm áo gạo tiền, tính từng đồng, chất chiêu cỏm cõi, thì một số ít người nắm giữ của cải vật chất và nguồn lực xã hội đang nói về những mét vuông đất và cái giá mà cả cuộc đời một con người cuộc đời có thể dài cả trăm năm cũng chưa chắc dành dụ đủ để mua một mét vuông đất 2 tỷ 400 triệu đồng. Một mét vuông đất đã thấm nhiều nước mắt ăn dân Thủ Thiêm. Trước tiên phải khẳng định rằng cuộc đấu giá đất này ít nhất cho đất hiện tại, xét về tính pháp lý, kết quả của nó hoàn toàn hợp lệ, không ai có thể bàn cãi về tính pháp lý trong vấn đề này. Thêm nữa, trong nền kinh tế thị trường, một cuộc đấu giá công khai thuận mua vừa bán, người trả giá cao nhất là người mua được hàng Tân Hoàng Minh, trả giá tới 2 tỷ 400 triệu đồng, nên họ giành được đất cũng phải thừa nhận là khi đấu giá công khai, đất được trả giá cao thì ngân sách không bị thất thoát, trả lại còn thu được lượng lớn tiền nếu doanh nghiệp đứng thầu giá không bỏ thầu đấu giá đất Thủ Thiêm. Thu về 37.000 tỷ đồng, một con số không nhỏ, nhưng tất cả những điều đó không có nghĩa cuộc đấu giá đất này mang lại kết quả tốt đẹp cho xã hội Việt Nam, cho người dân Việt Nam, cho nền kinh tế Việt Nam. Nói như Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, nó hoàn toàn chính xác, đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Về mặt pháp lý nó hoàn toàn hợp lệ thì không có nghĩa như tác động mà nó tạo ra là tốt đẹp. Hãy nhìn một mét vuông đất 2 tỷ 400 triệu đồng này dưới góc nhìn của một người dân với thu nhập bình quân đầu người khoảng 64 triệu đồng trong một năm, để thấy những gì đang diễn ra khủng khiếp đến nhường nào sau khi Tân Hoàng Minh trả giá tới 200 tỷ 400 triệu đồng. Một mét vuông đất nhiều người kiếm tiền trên thị trường bất động sản như lên đồng, bởi họ biết từ đây thị trường bất động sản có thể sẽ lại một cơn sốt đất mới. Nhưng với người dân bình thường thì chúng ta lại được lợi. Câu hỏi là bao giờ với thu nhập 64 triệu đồng một năm, còn tiền ăn chữa bệnh, tiền ông học cho con, tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền xăng xe và vô số thứ chi tiêu khác, mấy ai còn tiền để dành nộp được mua đất, được nhà? Hậu quả để lại là khi người dân cả đời chẳng thể an cư khi sống hết đời người trên đất nước mình mà chẳng có thể có một mái nhà. Hậu quả chính là những bất ổn trong xã hội khi nguồn lực đất đai không được sở hữu bởi số đông mà ngày càng bị gom vào tay thiểu số. Người hậu quả chính là bất ổn xã hội khi những mâu thuẫn giàu nghèo ngày càng căng thẳng. Hậu quả xã hội chính là những chính sách an sinh xã hội khó lòng được đảm bảo, niềm tin vào chính sách ngày càng bào mòn mà bất ổn xã hội.
sẽ dẫn đến bất ổn chính trị về mặt kinh tế cũng như có thể tái khẳng định lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình, làm nhiễu loạn thị trường là không sao. Làm không sao những loạn thị trường khi từ đây giá bất động sản có thể nhảy lên một nền cao hơn. Cơn sốt đất nhà là có nguy cơ bùng lên thị trường đại diện lên bong bóng, lại phình to lên hậu quả, để lại là chi phí đất đai tăng cao doanh nghiệp, ngày càng phải trả nhiều hơn mặt bằng nhà xưởng, dẫn đến đầu vào ngày càng cao, đầu ra ngày càng kém cạnh tranh. Và khi doanh nghiệp kém cạnh tranh, nghĩa là sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế cũng kém đi so với bất động sản, vỡ nền kinh tế sẽ bị hủy hoại. Đó là điều xảy ra và có thể sẽ còn tiếp tục xảy ra. Và nồi cơm điện của người dân sẽ bị ảnh hưởng, khi ấy còn tiền đâu mà mang về cho mẹ cuộc đấu giá. Với cái lợi trước mắt là có một khoản tiền thu về ngân sách và cho cả xã hội và nền kinh tế thì được mất xin hãy thừa cân. Và nền kinh tế thì được mất xin hãy thừa cân. Xin hãy thừa cân đo là chưa kể ta chẳng nên vỗ tay cho việc bán đất lấy tiền ăn, thay vì dùng đất làm tư liệu sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, giống như của để dành cho con cháu. Mà sau nếu con đo được bất lợi hại, tôi cho rằng chính phủ, cụ thể là ngân hàng nhà nước, cần kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng cho những mảnh đất với định giá trên trời này, bởi nếu không hậu quả các vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước toàn dân và nền kinh tế Việt Nam. Video đến đây là kết thúc. Chân thành nhận được những ý kiến về bình phản biện của quý vị. Chúng tôi liên tục cập nhật những tin tức về vụ án của Hồ Sĩ Hải và những sự kiện chính trị hấp dẫn nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. 8 bị can bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Nguyễn Minh Khải, giám đốc Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm Y tế và người bệnh 14,2 tỷ đồng. Theo đó, ngày 30 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 26, kết luận bị can Nguyễn Minh Khải, đại diện chủ đầu tư chủ mưu và các đồng phạm gồm Võ Thị Trinh Nga, Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Phí Duy Tiến, Phó Giám đốc, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Nguyễn Quốc Toản, Nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, Chủ tịch Hội đồng đánh giá hàng mẫu, cùng Phan Thị Bích Hạnh, trưởng phòng tài chính kế toán thành viên bên mời thầu, Nguyễn Đỗ Quyên, trưởng khoa tổng hợp, Nguyễn Đỗ Nguyên, trưởng khoa tổng hợp, Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách chấm kỹ thuật, đồng thời là thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu, Lương Ngọc Tuấn, nguyên phó trưởng phòng vật tư y tế thiết bị, thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu, Nguyễn Chí Dũng, phó giám đốc, nguyên trưởng khoa glaucoma đã phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm Y tế và người bệnh 14,215 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Minh Khải và đồng phạm theo quy định. Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 54 cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo xác minh, ghi lời khai người bị hại vào tháng 10 năm 2017. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm, năm 2015 đến năm 2016. Theo kết luận thanh tra, tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động, quản lý, sử dụng tài chính mang tính hệ thống một cách tùy tiện, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ của người đứng đầu và của cấp trên trực tiếp có biểu hiện không rõ ràng, công khai và minh bạch theo quy định.